Trong Tam Tự Kinh viết ngọc bất trác bất thành khí, nghĩa là một khối ngọc quý nếu không trải qua quá trình đẽo gọt tạo hình thì vĩnh viễn chỉ là một khối ngọc ở bên trong lớp đá thô kệch xù xì. Con người cũng vậy, dù tư chất có thông minh đến đâu, nếu không dụng tâm học tập thì không thể thông cổ bát kim, hiểu được lý lẽ, càng không biết được chân lý và đạo nghĩa nơi thế gian. Gắn liền với thành ngữ này cũng là một điển cố khiến nhiều người phải suy ngẫm. Sau đây, Tinh Hoa kính mời quý khán thính giả cùng đón xem. Nguồn gốc câu ngọc bất trác bất thành khí, chuyện về tiều phu Biện Hòa. Vào thời Xuân Thu, tại nước Sở có một tiều phu tên Biện Hòa. Một hôm khi đang đốn củi dưới chân núi Kinh Sơn, ông tình cờ phát hiện trong một hang động có một khối ngọc, bên ngoài được bao phủ bởi lớp đá xù xì. Ông bèn ôm khối đá ngọc ấy trở về nhà. Hôm sau, tiều phu Biện Hòa mang đá ngọc dâng lên vua Sở Lệ Vương. Nhà vua lập tức phái thợ chế tác ngọc xem xét. Đáng tiếc là người thợ này không nhìn ra được, cho rằng đó chỉ là một hòn đá rất bình thường. Lệ Vương nghe vậy đã nổi trận lôi đình quát: "Tên điêu dân to gan kia dám đùa bẩn với bản vương sao? Quân đâu? Đem hắn ra chặt chân trái cho ta." Sau này, khi Sở Lệ Vương qua đời, Sở Vũ Vương lên nối ngôi, tiều phu Biện Hòa lại khập khiễng mang ngọc quý dâng vua. Nhưng lần này cũng vậy, người thợ ngọc của Vũ Vương cũng không nhìn ra đó là khối ngọc quý. Vì thế Vũ Vương đã sai người chặt nốt chân phải của Biện Hòa. Biện Hòa lê lết đôi chân tàn phế, ôm đá ngọc trở về nhà. Từ đó ngày nào ông cũng ôm ngọc mà buồn rầu. Không lâu sau, Sở Văn Vương lên kế vị. Nhưng lần này, Biện Hòa không ôm ngọc đến gặp nhà vua nữa, mà ngồi dưới núi Kinh Sơn khóc ròng rã 3 ngày 3 đêm, đến nỗi hai mắt chảy máu. Chuyện này truyền đến tai Sở Văn Vương, nhà vua bèn cho người tới hỏi: "Thiên hạ có nhiều người bị chặt mất chân, nhưng vì sao chỉ có ngươi lại khóc bi thảm đến như vậy?" Biện Hòa đáp rằng: "Thần khóc không phải vì bị chặt mất hai chân, mà bởi vì ngọc quý lại bị cho là đá. Lời nói chân thật lại bị cho là dối trá hoang đường." Sở Văn Vương cảm động trước lời của Biện Hòa, bèn cho gọi thợ chế tác ngọc đến xẻ hòn đá ra để ông xem đó có đúng là ngọc quý hay không. Quả nhiên bên trong lớp đá xù xì thô kệch là ngọc quý lấp lánh, một thứ báu vật có một không hai. Ngọc ấy nếu để chỗ tối sẽ tự nhiên phát sáng, gọi là ngọc dạ quang. Nếu để ở chỗ ngồi thì mùa đông ấm áp, mùa hạ mát lành. Khi mang ngọc ấy theo người thì đuổi được ma quỷ. Tìm khắp thiên hạ cũng không thể thấy được thứ ngọc nào có uy lực như thế. Cho nên mới nói đó là loại ngọc độc nhất vô nhị. Nhưng ngọc quý ấy lại không dễ dàng hiển lộ, cần phải dày công đẽo gọt, bỏ đi lớp đá xù xì mới có thể nhìn ra. Bởi vậy mới có câu ngọc bất trác bất thành khí. Sở Văn Vương được ngọc quý có một không hai nên rất vừa ý, bèn trọng thưởng cho Biện Hòa. Nhưng người tiều phu tàn phế ấy không muốn quan tước, cũng không cần bạc vàng, một mực từ chối phần thưởng hậu hĩnh vua ban. Văn Vương vì cảm kích nên đã lấy tên người tiều phu đặt cho ngọc quý, gọi là Hòa Thị Bích, nghĩa là ngọc bích họ Hòa. Từ đó ngọc họ Hòa trở thành quốc bảo của nước Sở, danh tiếng lưu truyền khắp bốn phương. Quý khán giả thân mến, với loạt bài đi tìm nguồn gốc thành ngữ, Tinh Hoa TV mong muốn gửi đến câu chuyện về những điển tích điển cố gắn liền với các nhân vật lịch sử để giúp người xem hiểu hơn về những điều thần an bài và lưu lại cho con người hôm nay.